Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu mình là Quy Trần, đại diện tuyển sinh của trường St. Lawrence College tại Việt Nam. St. Lawrence College là trường công lập của tỉnh bang Ontario, được thành lập năm 1967, top 50 trường college tại Canada. St. Lawrence College có 3 campus rất là đẹp tại thành phố Kingston, Brockville và Cornwall, với vài giờ di chuyển giữa các thành phố với nhau và đến Toronto, Ottawa cũng như là Montreal ở Quebec cũng chỉ vài giờ di chuyển thôi, và đến biên giới của Mỹ cũng chỉ 30 phút lái xe. Một số điểm nổi bật của St. Lawrence College đó chính là mình muốn chia sẻ về cái KPI của năm 2022 là năm ngoái, đó là 91,1% học sinh tốt nghiệp tại St. Lawrence College là có việc làm luôn, tức là cái tỷ lệ graduation rate rất là cao so với của tỉnh bang là 83%, cũng như là độ hài lòng của các nhà tuyển dụng là 100%. Do vậy các bạn có thể thấy là các chương trình được giảng dạy tại St. Lawrence sẽ đạt được cái đầu ra, và các bạn học sinh, sinh viên có thể là tìm được việc làm và đạt được cái mức hài lòng của nhà tuyển dụng. Ngoài những con số KPI kể trên thì cũng phải nhắc đến một số các tiêu chí khác, ví dụ là cost, thứ hai là safety, thứ ba là community, thứ tư là candidate experience, thứ năm là employment. Do vậy các bạn sinh viên cần phải nghĩ đến để lựa chọn học ở gì, và các bạn nghĩ đến những vấn đề chi phí học ở Kingston và nhất là học ở St. Lawrence College thì chi phí nó rất là effective, tức là các bạn sẽ tiết kiệm được cái chi phí sinh hoạt so với các thành phố lớn như là Toronto. Vấn đề thứ hai là độ an toàn thì khỏi nói rồi, vì các bạn chọn Canada để làm điểm đến rất là an toàn cho sinh viên quốc tế. Đồng thời các bạn cũng sẽ được trải nghiệm về văn hóa cũng như là cộng đồng khi mà học chung với sinh viên quốc tế, và đặc biệt là sinh viên của Canada, sinh viên bản xứ. Vấn đề thứ tư nữa là employment, tức là trong thời gian học các bạn có thể tìm cái công việc phù hợp, part time, được phép làm việc 20 giờ một tuần, cũng như là khi mà ra trường các bạn tìm được việc làm vừa ý, cũng như là những cái đề cập phần trên rất là hài lòng với các nhà tuyển dụng. Tại St. Lawrence College thì có hơn 100 chương trình part time, full time cho sinh viên nói chung. Còn sinh viên quốc tế thì có đến hơn 70 chương trình. Các bạn có thể tìm cái khóa học, chương trình học phù hợp với cái nguyện vọng của mình, từ các bậc học certificate, diploma, advanced diploma và postgraduate. Các chương trình mà nổi bật nhất ở St. Lawrence thì đều đang cover tất cả các lĩnh vực, các major từ business, du lịch khách sạn, nursing, health information management. Đó là những ngành mà rất là thiếu hụt nhân lực tại Ontario. Ngoài ra có một số các ngành khác về applied technology, art and technology, cũng như là business analytics. Đó là những ngành rất là hot ở tại St. Lawrence. Sinh viên quốc tế muốn theo học tại St. Lawrence College thì có thể nộp hồ sơ và đáp ứng những yêu cầu nhập học về academic đến cả ngoại ngữ cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn là đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 thì có thể là chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ với điểm GPA transcript và từ vốn tiếng Anh cho cái ngành học của mình là 6 chấm với các band không dưới 5.5. Và những bạn đã tốt nghiệp đại học rồi muốn theo học ngành postgraduate thì cũng phải có bảng điểm của đại học và chứng chỉ tiếng Anh IELTS là 6.5, không có band nào dưới 6 chấm. Nói về mức học phí tại St. Lawrence College thì rất là vừa phải, phù hợp với túi tiền, cost effective, và nói chung là rất là affordable. Mức học phí dao động trong một năm học cho bạn sinh viên là từ 17.000 cho đến 25.000 tùy chương trình. Và cái mức học phí này đã bao gồm một năm bảo hiểm. Nếu như bạn chọn học ở Kingston, Campus Kingston thì rất là beneficial cho bạn, bởi vì nó cover thêm một năm là tiền bus pass, tức là đi lại bằng xe bus trong thành phố Kingston, và tiền gym pass, tức là bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao tập tại phòng gym của trường miễn phí luôn. Về học bổng thì St. Lawrence cũng có mức học bổng cho sinh viên dao động từ 500 đến 3.000 đô Canada. Do vậy các bạn có thể là xem thêm ở trên website của trường và apply cái mức học bổng này theo yêu cầu của trường, và trường cũng đã có những thời gian là mở đơn cũng như là đóng đơn public ở trên website, để các bạn có thể tuân thủ theo đó và apply cho hồ sơ của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe
Hy vọng là được gặp và chào các bạn tới học tại St. Lawrence College trong những kỳ nhà học tới đây.